Thưa quý vị và các bạn, khung giá nước sạch đang được Bộ Tài chính đề xuất có sự thay đổi về loại và giá. Theo đó, khung giá nước ở khu vực đô thị đề xuất mức giá tối thiểu là 3.000 đồng trên 1 mét khối, giảm 500 đồng trên 1 mét khối như hiện nay. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực đô thị và khu công nghiệp có giá tối thiểu là 3.000 đồng một mét khối và giá tối đa là 18.000 đồng một mét khối hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực nông thôn có giá tối thiểu là 2.000 đồng một mét khối và giá tối đa là 11.000 đồng một mét khối. Công trình cấp nước phi tập trung, công trình cấp nước nhỏ lẻ, công trình cấp nước tự chảy có giá tối thiểu là 500 đồng một mét khối và giá tối đa là 7.000 đồng một mét khối dự thảo cũng nêu rõ giá bán nước sạch của đơn vị cấp nước cho mục đích sinh hoạt hoặc cấp nước đồng thời cho mục đích sinh hoạt và mục đích khác ngoài sinh hoạt thì được xem xét điều chỉnh tối đa một lần một năm khi có các yếu tố chi phí biến động ảnh hưởng đến phương án giá nước trước đề xuất điều chỉnh khung giá nước sinh hoạt này người dân nhất là những người dân ở khu vực đô thị đang kỳ vọng sắp tới sẽ được sử dụng nước sạch với giá rẻ hơn bây giờ